Thì để tính được cái liều lượng thuốc tê cũng như là thuốc co mạch thì chúng ta quan tâm ba thông số chính. Thứ nhất là nồng độ thuốc tê đơn vị phần trăm, con số này. Thứ hai là thể tích ống thuốc tê đơn vị ml. Ở đây chúng ta cũng hay sử dụng loại này là 1,8 ml. Cũng có nước Anh như là nó sử dụng loại này, loại ống thuốc tê dài hơn 2,2 ml. Và thông số thứ ba là có hay không có adrenaline hay là epinephrine, tức là thuốc co mạch. Và nếu có thì nó là nồng độ bao nhiêu. Thì chúng ta chỉ cần chú ý ba thông số này thôi. Thì ví dụ trong một ống thuốc tê lidocaine 2% 80 ml với thuốc co mạch là epinephrine 1 trong 100 ngàn thì chứa bao nhiêu miligam lidocaine. Thì trước khi mà chúng ta tính nhanh được thì chúng ta phải hiểu được cái, tức là phải giải thích được cái thông số này 2%. Thì ống thuốc tê lidocaine có nồng độ 2%, tức là cứ 100 mg, để mình giải thích cái thông số miligam ml theo cái này luôn, nghĩa là 2%, tức là 100 ml. Mình đưa về ml để nói về cái thông số này, cái nó sẽ tương ứng với 2 gram lidocaine, tức là 2000 mg. 2000 mg lidocaine hai, thì cái chỗ này là 1 ml thuốc tê nó sẽ có 20 mg lidocaine. Đây là thông số này nữa các bạn, là 1 ml thuốc tê sẽ chứa 20 gram lidocaine. Thì từ đó nó hỏi là 1,8 ml ống thuốc tê, chúng ta sẽ quy ra được. Thì mình cứ 1,8 thì mình cứ nhân 20 rồi chia cho 1 nhân chéo thì nó sẽ ra 36 mg. Thì đây cũng là một cách mà mình, thì nó hỏi bao nhiêu miligam lidocaine thì mình cứ quy về cái đơn vị của nó hỏi thôi, miligam. Thì 2% ở đây mình cho là 100 mg thuốc tê thì nó sẽ có 2 mg lidocaine, thì đơn vị phần trăm thôi. Thì 1,8 ml tức là 1,8 mg thuốc tê thì mình cũng nhân nhân rồi chia 1,8 nhân cho 2 rồi chia cho 100 để ra 36. Như vậy mẹo ở đây, mẹo tính nhanh ở đây là với câu hỏi chứa bao nhiêu miligam lidocaine, chúng ta chỉ cần quan tâm cái con số 1, con số 2 thôi. Con số thứ 1 là con số về nồng độ, con số thứ 2 là con số về thể tích. Chúng ta lấy hai con số này nhân với nhau và nhân cho 10 để ra ngay kết quả. Thì chúng ta chỉ cần hiểu được cái bản chất của nó là chúng ta sẽ tính nhanh được. Ở đây mình quy về miligam là để cho nó dễ hơn, vì 2% mình cứ là 100 mg thì ra 2 mg. Còn nếu mà như cách này thì có thể bị lẫn lộn, bởi vì nếu mà mình đưa ra 100 ml thì ở đây không phải là 2 mg mà phải là 2000 mg. Nếu là 2 thì là 2 gram. Cho nên có thể dễ nhầm lẫn nếu mà dùng cái cách nhớ này. Nên mình cứ quy về miligam luôn, là 100 mg để ra 2 mg. Thì nó hỏi 1,8 ml thì mình cứ đổi thành miligam thôi. Tương tự ha. Tương tự với nếu như nó hỏi ống thuốc tê lidocaine 3% 2,2 ml, tức ống dài hơn, không có thuốc co mạch thì nó chứa bao nhiêu miligam lidocaine. Thì nó, nếu mà nó hỏi miligam lidocaine, hỏi cái lượng thuốc tê nè, lượng thuốc tê lidocaine có trong ống là bao nhiêu, thì chúng ta chỉ quan tâm số 1 và số 2 thôi, tức là thông số nồng độ và thông số thể tích. Còn cái thuốc co mạch thì chúng ta không cần quan tâm có hay không, bởi vì mình chỉ cần quan tâm là chứa bao nhiêu cái này thôi. Thì theo mẹo như hồi nãy nói là lấy thông số 1 nhân thông số 2 và nhân cho 10, ta lấy 3 nhân cho 2,2 nhân cho 10 ra 66 mg, tức là 66 mg đây.
Nếu nó hỏi là ống hút tê 4% 1,8 ml chẳng hạn, thì chúng ta cứ lấy 4 nhân cho 1,8 và nhân cho 10, ta sẽ ra 72. Thì đây nếu mà nó hỏi về thuốc co mạch, ví dụ ống hút tê lidocaine 2% 80 lít, thuốc co mạch loại Vinagreen 1/100.000 thì chứa bao nhiêu miligam Vinagreen, đây là nó hỏi về thuốc co mạch. Thì chúng ta hiểu về cái bản chất của nó, ở đây nồng độ 1/100.000 Vinagreen nghĩa là sao, nghĩa là tương tự như nãy mình quy về miligam luôn cho nó đơn giản, thì 100.000 miligam thuốc tê thì nó sẽ có 1 miligam Vinagreen, tỷ lệ 1/100.000, thì 1,8 ml tức là 1.800 mg thuốc tê thì sẽ có nhân chéo và chia 1.800 nhân cho 1 và chia cho 100.000 là 0,018 mg Vinagreen. Thì mẹ ở đây là nếu nó hỏi về thuốc co mạch, chúng ta quan tâm con số 2 và 3, tức là con số về thể tích, và con số thứ 3 là con số về nồng độ thuốc co mạch. Chúng ta lấy hai con số nhân lại với nhau và nhân cho 1.000 mg, đây chúng ta sẽ ra kết quả 0,018 mg. Đây câu hỏi chăm sóc phẫu thuật miệng, thì chúng ta nhớ thuốc tê nè, thuốc tê chúng ta nhân cho 10, con số 1, 2 nhân cho 10, và thuốc co mạch thì con số 2 ta nhân cho 1.000. Ở đây thuốc tê chúng ta lấy con số 1 nhân con số 2 là 1,8, 2 nhân 1,8 nhân cho 10 ra 36 mg, và con số 2 nhân con số 3 nhân cho 1.000 là 1,8, nhân chỗ này nhân cho 1.000 nữa ra 0,018. Thì thực ra nếu như chúng ta hiểu được cái bản chất về cái nồng độ này 2% và nồng độ này, thì chúng ta có thể không cần nhớ cái công thức tính nẹo đó được, ta cứ giải nghĩa ra từ từ cách tính số ống thuốc tê tối đa theo cân nặng. Thì chúng ta cần nhớ cái liều tối đa của lidocaine là 300 mg nếu như không có pha thêm chất co mạch, 500 mg nếu như là có pha thêm chất co mạch. Thì cái liều này nó thay đổi theo từng cá thể, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, như là tình trạng bệnh lý toàn thân hay là yếu tố cân nặng. Thì chúng ta nhớ thêm cái con số này, nếu như mà không có chất co mạch thì liều tối đa nó là 4,4 mg trên ký, thì nếu như có chất co mạch là 6,6 mg trên ký. Thì có nhiều tài liệu nó để đây là 4.5 và đây là 7, thì do mình tính theo liều tối đa cho nên để an toàn cho bệnh nhân cũng như an toàn cho bản thân mình thì mình nên chọn liều thấp hơn, chọn cái con số nhỏ hơn và chọn 6.6 thay vì chọn 7. Ví dụ một ống thuốc tê lidocaine 2% 1,8 ml thì nó chứa số 1,2 nhân cho 10 là ra 36 mg lidocaine. Như vậy một người nặng 70 kg thì liều tối đa của người đó là gì? Nếu mà sử dụng thuốc tê không có chất co mạch thì liều tối đa là 70 nhân cho 4,4, 308 mg, là tương đương 8,5 ống. Thì một ống nó chứa 36 mg thì ta cho nên khám thì nó và liều tối đa nếu như mà sử dụng thuốc tê có chất co mạch thì sẽ tương đương với 13 ống. Các con số liều tối đa này ta có thể tính nhanh được, ví dụ 300 mg thì đối với một người mà 70 kg thì chúng ta có thể lấy 300 chia cho 70 khoảng tương đương hơn 8 ống, mà để chính xác hơn thì chúng ta tính theo ký, tính theo cái con số này.